Lâm Nguyên liếc nhìn lại. Giờ phút này biên cảnh đã hóa thành chiến tranh, từng tòa to lớn cỗ máy chiến tranh giằng co. Mỗi một tòa cỗ máy chiến tranh đều ấn khắc đối ứng quân trận, bên trong có đại lượng tịch đạo cảnh, thậm chí chúa tể cảnh cường giả. Lâm Nguyên ánh mắt rơi vào một tòa cỗ máy chiến tranh bên trên, này tòa cỗ máy chiến tranh có 1888 vị chúa tể cảnh cường giả tọa chấn. Gần 2000 vị chúa tể cảnh cường giả, cộng đồng thôi động cỗ máy chiến tranh, lực lượng không có chút nào bài xích dung hợp một chỗ, lại trải qua quân trận tăng phúc. Chỗ đánh ra một kích, đủ để cho bình thường đại tôn cấp cường giả ngưng trọng đối đãi. Đương nhiên, loại này có thể dung nạp gần 2.000 vị chúa tể cảnh cường giả cỗ máy chiến tranh, vô cùng chân quý. Mỗi một vị chúa tể cảnh cường giả lực lượng đều là khác biệt, muốn đem nhiều như vậy lực lượng chớp mắt dung hợp một chỗ, lại trải qua tăng phúc gia trì. Là một kiện dị thường chật vật sự tình. Đây chính là cổ quốc thực lực. Trong lòng Lâm Nguyên có chút cảm khái, tại hỗn độn hư không, cường giả vi tôn, coi như lại nhiều chúa tể cảnh cũng không cách nào uy hiếp được hỗn độn tôn giả chúa tể cảnh đối mặt hỗn độn cảnh đó chính là bị nghiền ép kết quả số lượng hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì như là tại tòa này nguyên thế giới mượn nhờ cỗ máy chiến tranh lực lượng để kẻ yếu cũng có thể phát huy tác dụng lượng biến có thể sinh ra chất biến nghe nói cổ quốc tồn tại mạnh hơn cỗ máy chiến tranh đủ để dung nạp nhiều vị đại tôn lâm nguyên thẩm mỹ mỗi một vị đại tôn đều đã từ trong hỗn độn diễn hóa xuất tự thân chuyên môn lực lượng muốn đem khác biệt hỗn độn chuyên môn lực lượng dung hợp đến cùng một chỗ khó như lên trời cũng không đủ. bởi vậy có thể dung nạp nhiều vị đại tôn cỗ máy chiến tranh cơ bản đều là các đại cổ quốc nội tình tồn tại là dùng đến đối kháng thiên tôn cấp cường giả lợi khí. dựa theo hiện tại từ mộng vực cùng thành phần vực sắp triển khai chiến tranh độ chấn động xa xa không đạt được vận dụng tầng thứ này cỗ máy chiến tranh tình trạng liền dung nạp chúa tể cảnh cường giả cỗ máy chiến tranh cũng sẽ không vượt qua 10 tòa. hai đại cổ quốc hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng bộc phát ra bực này độ chấn động chiến tranh phải biết dính đến hai đại cổ quốc chiến tranh toàn diện đều sẽ nhận thủy tổ chú ý và nhất thua tại thủy tổ bên kia rất khó bàn giao nếu là có cơ hội làm một tôn cỗ máy chiến tranh nghiên cứu một chút lâm nguyên quét mắt song phương rằng co cỗ máy chiến tranh thẩm mỹ trên bản chất tới nói cỗ máy chiến tranh chỉ là vật dẫn chủ yếu là ấn khắc tại phía trên quân trận phát huy hiệu quả mà quân trận chính là các đại cổ quốc tuyệt mật dù là trong chiến tranh tự mình cỗ máy chiến tranh rơi xuống trong tay đối phương cũng sẽ lập tức tử hủy. Bởi vậy, Lâm Nguyên cơ bản không có bất luận cái gì khả năng lấy tới đối địch cổ quốc cỗ máy chiến tranh. Nhưng đối địch cổ quốc cỗ máy chiến tranh không có hy vọng, liệt dương cổ quốc bên này cỗ máy chiến tranh vẫn là có thể thử một chút. Chỉ cần có thể ngộ ra cỗ máy chiến tranh trên ấn khắc quân trận, Lâm Nguyên liền có hy vọng có hy vọng đem nó phục khắc đến hỗn độn hư không bên kia. Cứ như vậy, nhân loại văn minh sẽ gia tăng bực này kinh thiên nội tình. Ừm. Lâm Nguyên dường như phát giác được cái gì, hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy tại tử mộng vực bên kia, đồng dạng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, đều là đại tôn cấp tồn tại. Tử mộng, Linh Uy Vương chủ động mở ra chiến tranh, liền không lo lắng chiến tranh thất bại, nhận chừng phạt à. Thanh phần hầu bắt đầu cùng đối phương giao lưu. Lần này chiến tranh, lấy thanh phần vực cùng tử mộng vực làm trung tâm, dính đến xung quanh mấy chục tòa đại vực, hoàn toàn xuất từ Linh Uy Vương ý thức. Người đây liền không cần quan tâm, vẫn là ngẫm lại có thể giữ được hay không ngươi thanh phần vực đi tử mộng hầu không cam lòng yếu thế song phương chư vị đại tôn thì là tại thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem sau đó không lâu đối thủ của mình kỳ thật giờ phút này xuất hiện đại tôn đều là song phương bên ngoài đại tôn về phần chân chính át chủ bài đương nhiên sẽ không bạo lộ ra chờ đợi thời khắc mấu chốt vận dụng nhưng cho dù không phải song phương át chủ bài sớm tiếp xúc một chút cũng là có chỗ tốt lại không quản là liệt dương cổ quốc vẫn là đối địch cổ quốc đều có am hiểu dò xét đại tôn, nói không chừng liền có thể dò xét đến cái nào đó mấu chốt tình báo. Có 5 vị đại tôn cường giả tối đỉnh. Lâm Nguyên cũng đang quan sát, từ mộng vực bên kia, tiếp cận 20 vị đại tôn bên trong, có 5 vị đại tôn khí tức nhất là dễ thấy, cơ hồ không thể so với thanh phần hầu yếu bao nhiêu. Sau gần nửa canh giờ, thanh phần hầu các chư vị đại tôn trở về phủ thành chủ. Từ mộng vực bên kia đại tôn cũng là như thế, song phương đều có chút ăn ý, liền giao thủ đều không có giao thủ, vẹn vẹn rằng co một hồi liền quay trở về. Trong phủ thành chủ, 18 vị đại tôn theo thứ tự ngồi xuống. Chư vị thấy thế nào? Thanh phần hầu nói ra, chiến tranh một khi mở ra có nắm chắc đối phó à. Thông qua vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc, mỗi một vị đại tôn trong lòng chắc hẳn đều có cái nhìn của mình. Nếu như từ mộng vực xuất động cường giả, chỉ có ngần này, như vậy tiếp xuống một trận chiến, chúng ta thắng khả năng vẫn là rất lớn. Hồng Diệp đại tôn mở miệng nói ra, ở đây chư vị đại tôn nhóm đều tương đối đồng ý luận đại tôn số lượng song phương đều không khác mấy một khi buông tay chém giết vô cùng có khả năng lâm vào cục diện bế tắc mà cục diện bế tắc đối với thanh phần vực tới nói chính là thắng lợi linh uy vương đã dám mở ra chiến tranh khẳng định có lấy nắm chắc thắng lợi hiện tại chúng ta nhìn thấy khẳng định không phải địch người toàn bộ thủ đoạn có đại tôn mở miệng ngữ khí cũng không lạc quan thanh phần hầu gật đầu hắn cũng nghĩ như vậy ta chuyện lo lắng nhất là linh uy vương vị kia đệ đệ thanh phần hầu nói ra ý nghĩ của mình linh uy vương đệ đệ chư vị đại tôn thần sắc có chút biến hóa cho dù là hồng diệp tôn giả cũng là mày nhăn lại linh uy vương chính là hoàng tộc một mạch đệ đệ của hắn tự nhiên cũng là hoàng tộc cùng linh uy vương so sánh em trai đệ huyết mạch chi nồng đậm rất sớm trước kia liền đạt tới hạch tâm hoàng tộc trình độ chỉ bất quá đối phương cũng không có làm hoàng đế giã tâm mà là một vị đắm chìm trong trong tu luyện cũng không phải là mỗi một vị cổ quốc hoàng tộc đều nghĩ đều hoàng đế nếu như linh uy vương mời ra đệ đệ của hắn vậy liền khó làm hồng diệp đại tôn nhíu mày nói làm hạch tâm hoàng tộc chiến lược từ trước đến nay có thể quét ngang cùng cấp độ mà linh uy vương đệ đệ chính là đại tôn tri cảnh một khi như thế cường giả xuất thủ trừ khi liệt dương cổ quốc cũng xuất động một vị hạch tâm hoàng tộc đại tôn hoặc là trực tiếp xuất động thiên tôn cấp cường giả không phải cơ bản ngăn không được linh uy vương đệ đệ chính là hạch tâm hoàng tộc hẳn là sẽ không tùy tiện xuất thủ có đại tôn nói hạch tâm hoàng tộc đại tôn mặc dù không phải thiên tôn nhưng cũng không kém đến bao nhiêu xuất động tầng thứ này cường giả rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh độ chấn động tăng lên mặc kệ như thế nào vẫn là đến phòng ngừa xấu nhất tình huống phát sinh thanh phần hầu ngược lại là không có buông lỏng cảnh giác mà là dự định đi cùng cây xích tùng vương cầu viện cây xích tùng vương chính là liệt dương cổ quốc chủ đạo lần này chiến tranh hoàng tộc phong vương đối với lần này chiến tranh thanh phần hầu khẳng định là không nguyện ý nhất thua đại tôn một khi thanh phần vực luân hãm chính mình nhiều năm chế tạo căn cơ cũng liền không có cho dù lịch dương cổ quốc sẽ lần nữa phân ra một cái đất phong cho hắn nhưng lại đến từ tóc dương trả ra đại giới rất lớn hỗn độn hư không tinh lệ mảnh vỡ thế giới một tòa trang viên bên trong lâm nguyên thân hình xuất hiện nhìn xem lâm thủ thành lục quỳnh tiểu nguyên sao ngươi lại tới đây mẫu thân lục quỳnh quay đầu nhìn lại kinh ngạc cười nói, hiện tại ngươi thế nhưng là ta nhân loại văn minh thần thoại, coi như chín vị trí cường giả chung vào một chỗ, đều so không lên. Di chuyển đến mới gia viên về sau, Lâm Nguyên tại nhân loại văn minh uy vọng liền đạt tới một loại không thể tưởng tượng độ cao. Thậm chí Lâm Nguyên cũng bắt đầu mỗi giờ mỗi khắc cảm nhận được, không ngừng chính hướng phía ngưng tụ đến tín ngưỡng chi lực. Toàn bộ nhân loại văn minh vô số công dân nhóm cũng bắt đầu điên cuồng tín ngưỡng vào Lâm Nguyên, bởi vậy diễn sinh ra to lớn tín ngưỡng chi lực bằng vào cỗ này tín ngưỡng chi lực lâm nguyên hoàn toàn có thể đi tín ngưỡng thành thần con đường hỗn độn hư không bên trong không thiếu lấy loại này đạo lộ bước vào tịch đạo cảnh thậm chí chúa tể cảnh thập nhị giai mượn nhờ chúng sinh lực lượng tốc độ tu luyện sẽ nhanh kinh khủng cơ hồ sẽ không gặp phải cái gì bình cảnh đương nhiên thành cũng chúng sinh bại cũng chúng sinh cho đến trước mắt đầu này đạo lộ chưa đản sinh một vị hỗn độn tôn giả lâm nguyên mở võ đạo vốn là tiềm lực vô hạn đương nhiên sẽ không từ bỏ thông thiên đại đạo đi hấp thu tín ngưỡng chi lực tự đoạn tiền đồ kỳ thật lấy lâm nguyên nghịch thiên ngộ tính coi như đi tín ngưỡng con đường cũng không nhất định là tuyệt lộ nhưng hoàn toàn không cần thiết tu luyện tiến hóa vốn là một cái cực kỳ thuần túy chuyện riêng hấp thu chúng sinh tín ngưỡng chi lực không khác nào chủ động ô nhiễm chỗ đi đạo lộ càng đi về phía sau càng là gian nan lâm nguyên truyền bá tiến hóa đạo lộ cũng không phải là thu hoạch chúng sinh mà là lấy chúng sinh là neo điểm phòng ngừa chính mình mê thất rơi xuống cả hai nguyên lý hoàn toàn khác biệt Ta cho các ngươi tiến hóa đường tắt, tu luyện không có." Lâm Nguyên cùng phụ mẫu nói chuyện phiếm một hồi, mở miệng dò hỏi. Hắn trong miệng tiến hóa đạo lộ, tự nhiên là chính mình hoàn toàn căn cơ phụ mẫu rất nhiều điều kiện, sáng tạo ra được tiến hóa đạo lộ. Không có cách, Lâm Nguyên phụ mẫu tiến hóa thiên phú không được, cho dù dựa vào tiến hóa dược tề cùng duyên thọ dược tề, có thể một mực sống sót. Nhưng tâm linh ý chí suy yếu cùng vặn vẹo, lại là không cách nào tránh khỏi. Trong vũ trụ thời kỳ những cái kia từ vũ trụ đản sinh mới bắt đầu thập nhất giai viên mãn sinh mệnh đặc thù nhóm trên lý luận thọ nguyên vô cùng lâu đời thậm chí có thể làm được từ vũ trụ mở sống đến vũ trụ phá diệt nhưng vì sao đều tại trì hoãn tự thân tốc độ thời gian trôi qua ngoại giới đi qua vạn năm mười vạn năm tự thân đi qua một cái chớp mắt chính là bởi vì sống thời gian quá dài sẽ dẫn đến tâm linh ý chí vặn vẹo cũng không đủ tâm cảnh cho dù có sẽ không mục nát thân thể cùng linh hồn cũng không có cái gì ý nghĩa Lâm Nguyên chính là lo lắng cho mình phụ mẫu sẽ rơi xuống kết cục này, lấy thực lực của hắn, có thể phục sinh phụ mẫu vô số lần, nhưng tâm linh ý chí vặn vẹo, không phải phục sinh liền có thể giải quyết. "Tiểu Nguyên, ta cùng ngươi lão ba gần nhất một mực tại tu luyện." Lục Quỳnh nghe được cái này, lập tức hứng thú, không biết rõ vì cái gì, ngươi cho tiến hóa đường tắt, chúng ta tu luyện đều rất nhẹ nhàng, cũng rất đơn giản. Bên cạnh Lâm Thủ Thành cũng khó được hiển hiện vẻ tươi cười. "Đúng là dạng này. Trước đó tại trong vũ trụ lúc" bọn hắn cũng thử qua rất nhiều tiến hóa đạo lộ nhưng đều cảm thấy vô cùng gian nan tối nghĩa vậy là tốt rồi lâm nguyên gật đầu có thể không thoải mái có thể không đơn giản à lâm nguyên cho phụ mẫu hai đầu tiến hóa đạo lộ hoàn toàn chính là chế tạo riêng cái này nhưng so sánh là chín vị trí cường giả dự lưu cửu môn tiến hóa đạo lộ nỗ lực tâm huyết nhiều hơn mặc kệ cái gì thời điểm đều muốn nhớ kỹ tu luyện tiến hóa mới là sinh mệnh bất hủ phương pháp duy nhất lâm nguyên mở miệng nói ra hắn cũng không chính hy vọng phụ mẫu đi đến tâm linh vặn vẹo một bước kia khẳng định nhi tử hiện tại ta đối tu luyện tràn đầy động lực phụ thân lâm thủ thành lập tức nói trước kia hắn tu luyện thời điểm từng bước gian nan tự nhiên đối tu luyện không có hứng thú gì như là hiện tại tu luyện lâm nguyên cho tiến hóa đạo lộ cảm giác chính mình liền giống như tiến hóa thiên tài tự nhiên động lực mười phần lâm nguyên nghe vậy cũng cười cười ừ hiên viên bọn hắn tìm ta lâm nguyên trong lòng hơi động cùng phụ mẫu nói chuyện phiếm đồng thời một đạo hóa thân tại hiên viên trí cường giả bọn người trước mặt ngưng tụ ngân hà hiên viên trí cường giả hạ khâm chí cường giả các loại trí cường giả nhìn thấy lâm nguyên lập tức lên tiếng chào hỏi nhìn xem ta chế tạo rượu ngon hiên viên trí cường giả lập tức đem một chén rượu đẩy lên lâm nguyên trước mặt hương vị không tệ lâm nguyên cẩn thận nếm thử một miếng tán thưởng nói từ đối nhục thân linh hồn tăng thêm bên trên hiên viên trí cường giả sản xuất rượu ngon dù sao hỗn độn hư không bên trong những cái kia hiệu quả nghịch thiên rượu ngon linh tử thực sự nhiều lắm. Nhưng hương vị trên lại là có một phong cách riêng. Ha 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 ha, đáng tiếc cổ lực, hư thần bọn hắn nếm không đến bực này rượu ngon. Hạ không trí cường giả cũng đắc ý uống một ngụm. Cổ lực trí cường giả, hư thần trí cường giả, sớm tại ngàn năm trước, liền chủ động tán đạo tu luyện lâm nguyên cho bọn hắn võ đạo trì lộ. Tại chưa khôi phục đến thập nhị giai trước đó, bọn họ hai vị toàn bộ tinh lực, đoán chừng đều thả tại trên việc tu luyện, căn bản không có tâm tư đi nhấm nháp cái gì rượu ngon. Đây cũng không phải cảm nhận được nguy hiểm gì, mà là nguyên bản là thập nhị giai thực lực tán đạo sau thực lực rơi xuống, khẳng định sẽ có chênh lệch cảm giác, cũng sẽ không nguyện ý tại cái khác trí cường giả xuất hiện trước mặt. Hư thần, cổ lực bọn hắn, đoán chừng sắp xuất quan. Lâm Nguyên làm tinh lệ mảnh vỡ thế giới chi chủ, một cái ý niệm trong đầu liền đối với hai vị trí cường giả tán đạo sau tiến độ tu luyện rõ như lòng bàn tay. Thời gian ngàn năm, hai vị trí cường giả đã một lần nữa tu luyện tới thập giai cấp độ bởi vì là trùng tu cũng không tồn tại trung cực nhảy lên thuyết pháp chỉ cần đạt tới thập nhất giai đỉnh phong liền có thể trực tiếp bước vào thập nhị giai cổ lực trí cường giả hư thần trí cường giả có thể tu luyện nhanh như vậy chủ yếu nguyên nhân tự nhiên là bọn hắn chính là trùng tu vẫn là tịch đạo cảnh trùng tu nhất giai nhị giai tam giai các loại cảnh giới giai đoạn tự nhiên khó không được bọn hắn tiếp theo thì là bởi vì bọn hắn chỗ đi võ đạo trì lộ chính là lâm nguyên chuyên môn vì bọn họ hoàn thiện mà ra mặc dù nỗ lực tâm huyết so không lên cho phụ mẫu kia hai phần tiến hóa đường tắt nhưng đối với hai vị trí cường giả mà nói hoàn toàn đầy đủ muốn xuất quan hiên viên hạ khâm trí cường giả nghe vậy trong lòng lập tức mong đợi cổ lực hư thần trở lại thập nhị giai xuất quan mang ý nghĩa còn thừa trí cường giả bên trong lại sẽ có hai người tu luyện võ đạo trì lộ Ừ. lâm nguyên gật đầu đồng thời tâm tình của hắn cũng không tệ không có gì bất ngờ xảy ra cổ lực Hư thần hai vị trí cường giả, chính là võ đạo tiến hóa đạo lộ đông đảo chi lộ bên trong, trước hết nhất bước vào thập nhị giai sinh mệnh. Võ đạo tiến hóa chi lộ đản sinh hai vị thập nhị giai, đối với Lâm Nguyên vị này võ đạo chi tổ mà nói cũng là loại khác loại gia trì. Từ ngàn năm nay, thông qua vạn đạo các truyền bá, võ đạo tiến hóa con đường hơn ngàn loại chi lộ đã tại rất nhiều tòa hư không vực truyền thừa. Nhưng tất cả võ đạo người tu luyện bên trong, cự ly thập nhị giai còn có đoàn xa xôi cự ly. Dù sao bọn hắn nhưng không có chín vị trí cường giả đãi ngộ, chỗ tu luyện võ đạo chi lộ, cần không ngừng nếm thử. Ừm. Lâm Nguyên đột nhiên trong lòng hơi động. Nguyên thế giới phân thân đã bước vào chúa tể cảnh, trong lúc đó không có ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Lâm Nguyên trên mặt hiển hiện tiếu dung, như vậy ta cũng trực tiếp bước vào chúa tể cảnh đi. Tâm niệm cùng một chỗ, ở vào tinh lệ mảnh vỡ thế giới chỗ sâu chân thân bản tôn, lặng yên không một tiếng động biến mất, xuất hiện tại minh mông hỗn độn hư không chỗ sâu hỗn độn khí phiêu đãng lâm nguyên thân hình xuất hiện tại hỗn độn hư không bước vào chúa tể cảnh cùng nguyên thế giới bước vào chúa tể cảnh vẫn là có chỗ khác biệt lâm nguyên ngồi xếp bằng trong lòng nhanh chóng nghĩ đến chủ yếu nhất khác nhau chính là thể nội vũ trụ khác biệt dù là đồng dạng luyện thành vô hạn hư không tầng thứ nhất nguyên thế giới thân thể thể nội vũ trụ quy mô lớn nhỏ cũng không bằng hỗn độn hư không trong thân thể thể nội vũ trụ quy mô lớn nhỏ dù sao cái trước nhưng không có hỗn độn thụ bực này 12 sao cực phẩm kỳ chân cắm dễ ra trì. Lại càng không cần phải nói cái sau còn trải qua 3 lần hỗn độn hư không bản nguyên quán chú. Bởi vậy tại đột phá bên trên, hỗn độn hư không nhục thân thể nội vũ trụ muốn hoàn thành thuế biến biên độ sẽ vượt qua nguyên thế giới thân thể một mảng lớn. Bắt đầu đi. Lâm Nguyên suy tư một lát, lập tức buông ra đối nhục thân linh hồn thể bên trong vũ trụ các loại rất nhiều phương diện áp chế. Trong một chớp mắt, đầu tiên bắt đầu thuế biến chính là thể nội vũ trụ. Ầm ầm. Nguyên bản 3333 vạn năm ánh sáng thể nội vũ trụ gần như lâm vào khuếch trương đình trệ, nhưng giờ phút này nương theo lấy Lâm Nguyên bắt đầu đột phá, lập tức lần nữa điên cuồng khuếch trương bắt đầu. Ta thể nội vũ trụ tiếp nhận 3 lần hỗn độn hư không bản nguyên quán chú, lại phối hợp hỗn độn thụ giá trị, cùng luyện thành vô hạn hư không tầng thứ nhất, một khi tiến hành đột phá, khẳng định cần đại lượng năng lượng trèo chống. Lâm Nguyên quét mắt chung quanh, vô cùng vô tận hỗn độn khí phiêu đãng mặc dù tính không lên tinh thuần nhưng thể nội vũ trụ cũng mặc kệ những này chỉ cần có thể hấp thu thôn phệ là được ngay tại lâm nguyên thể nội vũ trụ lần nữa lâm vào điên cuồng khuếch trương thời điểm lập tức đưa tới rất nhiều sinh mệnh chú ý lâm nguyên thể nội vũ trụ thế nhưng là sinh hoạt không ít cường giả tỉ như trong vũ trụ thời kỳ hơn 10 vị thập nhị giai dị tộc những này thập nhị giai dị tộc hoàn toàn thần phục lâm nguyên về sau liền một mực đợi tại thể nội vũ trụ nghe hầu lâm nguyên mệnh lệnh Ngân Hà Chí Cường giả thể nội vũ trụ lại bắt đầu trên phạm vi lớn khuếch trương. Đây đã là lần thứ mấy rồi. Liền xem như trong truyền thuyết hỗn độn tôn giả, thể nội vũ trụ cũng không có khả năng có như thế lớn áp bách à. Ngân Hà Chí Cường giả thực lực thật là đáng sợ. Hơn 10 vị thập nhị giai các dị tộc trong lòng phát run, nhất là trong đó rất nhiều thập nhị giai, trước đây còn muốn lấy vây giết Ngân Hà Chí Cường giả tới. Ước vạn năm ánh sáng bên ngoài. Một chiếc màu bạc thuyền lớn nhanh như tên bắn mà vụt qua tại màu bạc thuyền lớn đầu thuyền thì là đứng đấy mấy đạo thân ảnh mấy vị sư đệ sư muội hỗn độn hư không nguy cơ trùng trùng nhưng có ta ở đây vẫn là có thể yên tâm chiếc phi thuyền này bí bảo thế nhưng là chúa tể cảnh đỉnh phong cấp độ đủ để mang các ngươi an toàn tới mục đích cầm đầu là một vị giữ lại màu đen tròm dâu nam tử trên mặt hắn phát ra vẻ tự đắc hỗn độn hư không xác thực nguy cơ trùng trùng nhưng đó là đối bình thường tịch đạo cảnh mà nói đối với hắn vị này chúa tể cảnh cường giả vẫn là không chê lấy chúa tể cảnh đỉnh phong bí bảo màu đen thuyền lớn cường giả, tự nhiên không có nguy hiểm gì. Sư huynh thật là lợi hại. Sau lưng mấy vị sư đệ các sư muội lập tức nói chiếc này màu bạc thuyền lớn tản ra nặng nề khí tức, để bọn hắn cũng rất có cảm giác an toàn. Bất quá sư huynh, ngươi không có phát giác được, chu vi hỗn độn khí trở nên có chút mỏng manh à? Trong đó một vị sư đệ nhịn không được nói so với màu đen tròm dâu nam tử, hắn thì là một mực tại cẩn thận quan sát chung quanh rất nhiều biến hóa hỗn độn khí biến mỏng manh. Tại màu đen tròm dâu nam tử hơi sững sờ, cẩn thận xem xét về sau, cũng phát hiện sự biến hóa này. Tại sao lại trở nên mỏng manh? Tại màu đen tròm dâu nam tử thuận hỗn độn khí phiêu đãng vị trí, ẩn ẩn phát hiện tất cả hỗn độn khí đều hướng phía cái nào đó yên tâm mà đi. Đây là Tại màu đen tròm dâu nam tử thần sắc hơi đổi, lấy hắn chúa tể cảnh to lớn cảm giác, ẩn ẩn phát hiện không chỉ là mảnh này khu vực hỗn độn khí như thế, chung quanh trăm vạn năm ánh sáng, ngàn vạn năm ánh sáng hỗn độn khí đều là như thế. Tựa như tại tất cả hỗn độn khí đầu nguồn, tồn tại một tôn trước nay chưa từng có hỗn độn cự thú, không hề cố kỵ thôn phệ lấy vô cùng vô tận hỗn độn khí. Không tốt. Tại màu đen tròm dâu nam tử thần sắc cuồng biến, không chút do dự thôi động ngân hà thuyền lớn, hướng phía hỗn độn khí hội tụ phương hướng ngược nhau điên cuồng chạy trốn. Sư đệ các sư muội, sau đó phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Tại màu đen tròm dâu nam tử ngữ khí ngưng trọng đến cực điểm, ngữ khí ẩn ẩn phát ra tuyệt vọng. Lời này vừa ra sau lưng mấy vị sư đệ các sư đệ, lập tức có chút choáng váng, bọn hắn mắt nhìn chung quanh, cũng không có cái gì phát hiện. Sư huynh, mấy vị sư đệ các sư muội sắc mặt trắng bệch. Mặc dù không biết rõ sư huynh vì sao nói như vậy, nhưng khẳng định là tao ngộ không cách nào chống cự nguy hiểm. Chỉ là cái này nguy hiểm đến từ chỗ nào? Vô cùng vô tận hỗn độn khí cuồn cuộn, hướng phía chỗ sâu cuồn cuộn mà tới. Tại màu đen tròm dâu nam tử bực này chúa tể cảnh đỉnh phong liều mạng thôi động hạ. Tại màu bạc thuyền lớn dốc hết vô cùng chật vật ngược dòng mà đi, tựa như đại dương mênh mông phía trên nhất diệp cô chu, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp tại chu vi đầy trời bên trong hỗn độn khí. Tại màu đen tròm dâu nam tử mồ hôi lạnh ứa ra nương theo lấy thời gian trôi qua, hắn cũng ẩn ẩn cảm nhận được một loại nào đó kinh khủng hấp lực, phảng phất một đầu cự thú tại thôn tính. Bên cạnh mấy vị sư đệ các sư muội, giờ phút này cũng rốt cục phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cả đám đều đứng tại nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy. Chịu đựng chịu đựng. Tại màu đen tròm dâu nam tử thâm hút một hơi, không chút do dự bắt đầu thiêu đốt thể nội vũ trụ bản nguyên. Đối với thập nhị giai cường giả tới nói thể nội vũ trụ chính là tự thân căn cơ sở tại, thiêu đốt thể nội vũ trụ bản nguyên, giống như là thiêu đốt căn cơ. Như thế xác thực sẽ thu hoạch được trên phạm vi lớn thực lực tăng lên, nhưng hậu quả cũng là khó có thể chịu đựng, sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển tai họa ngầm. Nhưng dưới mắt màu đen tròm dâu nam tử cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn có loại cảm giác, một khi ngăn cản không nổi ở khắp mọi nơi hấp lực chờ đợi kết quả của bọn hắn, thế nhưng là so thiếu đốt thể nội vũ trụ bản nguyên lớn rất nhiều. Ong ong ong. Tại màu bạc trong thuyền lớn từng tòa trận pháp siêu phụ tải vận chuyển. Không biết rõ đi qua bao lâu, màu đen tròm dâu nam tử rốt cục phát giác được, chu vi hấp lực đang thong thả giảm bớt. Tránh ra rồi. Tại màu đen tròm dâu nam tử khí tức không ổn định, nhưng sắc mặt lại là mừng rỡ, điên cuồng tăng lớn thôi động màu bạc thuyền lớn cường độ. Rốt cục, màu bạc thuyền lớn ẩn ẩn bình ổn, thoát khỏi loại kia kinh thiên hấp lực. Hô! Tại màu đen tròm dâu nam tử rút lui mấy bước. Hắn đã không biết rõ bao lâu liều mạng như vậy qua, vừa rồi trải qua một màn kia. Để màu đen tròm dâu nam tử phảng phất trở lại chính mình còn vẫn là lục giai sinh mệnh lúc, nhìn thấy trong tông môn một vị nào đó chúa tể cảnh đỉnh phong tổ sư như vậy. Không đúng, giờ phút này hắn chỗ hiện ra tới cảm thụ xa xa so trước đây còn rung động tuyệt vọng nhiều sư huynh hiện tại hiện tại an toàn à lúc này cách đó không xa mấy vị kia vẻn vẹn tịch đạo cảnh sư đệ các sư muội cẩn thận nghiêm túc đi tới thăm dò hỏi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là an toàn đi tại màu đen tròm dâu nam tử suy nghĩ một hồi ngữ khí cũng không phải là rất xác định có trời mới biết kia cỗ kinh thiên hấp lực có thể hay không lần nữa đột nhiên xuất hiện cùng tăng cường các loại bất quá dựa theo hiện tại tình huống, không sai biệt lắm xem như thoát khỏi nguy hiểm. Nghe được màu đen tròm dâu nam tử câu nói này, mấy vị sư đệ sư muội trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh sư huynh, vừa rồi kia cỗ hấp lực, đến cùng là cái gì? Đúng vậy à, ta cảm giác được linh hồn của mình tâm linh, đều muốn bị hút đi. Mấy vị sư đệ sư muội lập tức hỏi thăm, trong lòng ẩn ẩn còn tại run rẩy. Ta cũng không rõ ràng. Tại màu đen tròm dâu nam tử lắc đầu đoán chừng là cái nào tôn hỗn độn cảnh cấp độ kỳ quan sinh mệnh đang phun ra nuốt vào tại màu đen tròm dâu nam tử là gặp qua hỗn độn tôn giả hắn chỗ thế lực người mạnh nhất chính là một vị tôn giả nhưng coi như mạnh như tôn giả cũng không thể nào làm được kình hút chung quanh trăm vạn ức năm ánh sáng ngàn vạn ức năm ánh sáng hỗn độn hư không tất cả hỗn độn khí à chỉ có những cái kia từ hỗn độn hư không thay ngén đản sinh tiên thiên tư chất thiên phú cường hoành kỳ quan sinh mệnh mới có hy vọng tạo thành hiện tại một màn này đi kỳ quan sinh mệnh hỗn độn cảnh cấp độ. Mấy vị sư đệ các sư muội nuốt một ngụm nước bọt, kỳ quan sinh mệnh vốn là cường đại, thường thường có thể quét ngang cùng dài. Những cái kia huyết mạch đặc thù kỳ quan sinh mệnh, thậm chí có thể tại chúa tể cảnh đỉnh phong, khiêu chiến hỗn độn tôn giả. Hỗn độn cảnh kỳ quan sinh mệnh. Bực này tồn tại, đoán chừng bình thường hỗn độn tôn giả cũng không dám trêu chọc. Chúng ta vận khí không tệ, tôn này hỗn độn cảnh kỳ quan sinh mệnh cũng không hề để ý chúng ta. Tại màu đen tròm dâu nam tử ngữ khí phát ra may mắn, hắn từ phát giác được hấp lực bắt đầu đến cuối cùng miễn cưỡng tránh thoát hấp lực trong lúc đó cũng không nhận được cái gì ngăn cản đây cũng là hắn có thể trốn tới mấu chốt chúng ta quá yếu ớt tại tôn này hỗn độn cảnh kỳ quan sinh mệnh trong mắt đoán chừng cùng chung quanh phiêu đã hỗn độn khí không có khác nhau cho nên mới sẽ không chú ý tại màu đen tròm dâu nam tử sắc mặt hơi cảm khái có thời điểm thực lực yếu vậy mà cũng là loại chuyện tốt vô cùng vô tận hỗn độn khí cuồn cuộn trung ương lâm nguyên lẳng lặng khoanh chân ngồi ở kia giờ phút này lâm nguyên triệt để buông ra hạn chế lấy chân thân tư thái xuất hiện tại cái này hỗn độn chỗ sâu hình thể chi lớn vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng mỗi một lần phun ra nuốt vào đều có có thể xưng lượng lớn hỗn độn khí hút vào rốt cục bước vào chúa tể cảnh lâm nguyên mở hai mắt ra trên mặt hiển hiện tiếu dung bước vào chúa tể cảnh là sinh mệnh bản chất thuế biến tăng lên tự nhiên cần to lớn năng lượng trèo trống mà tại cái này hỗn độn hư không nhiều nhất chính là hỗn độn khí hỗn độn khí cũng là loại năng lượng bất quá trải rộng tại hỗn độn hư không hỗn độn khí cũng không tinh thuần tịch đạo cảnh sinh mệnh chúa tể cảnh sinh mệnh đều rất khó trực tiếp hấp thu như lâm nguyên không đồng dạng hắn đã sớm ngộ ra trực tiếp hấp thu hỗn độn khí thủ đoạn lại lấy lâm nguyên nội tình tích lũy coi như lại hỗn tạp hỗn độn khí cũng có thể cưỡng ép hấp thu mặc kệ hỗn tạp vẫn là tinh thuần trên bản chất đều là năng lượng ta hiện tại lâm nguyên cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa bước vào chúa tể cảnh về sau biến hóa lớn nhất tự nhiên là thể nội vũ trụ. Thể nội vũ trụ trước mắt đã vượt qua chục tỷ năm ánh sáng phương viên. Lâm Nguyên tâm thần vui vẻ. Tịch đạo cảnh đỉnh phong lúc, Lâm Nguyên đạt tới cực hạn thể nội vũ trụ, cũng liền tại hơn 3330 vạn năm ánh sáng phạm vi. Bây giờ trực tiếp đạt tới trăm tỷ năm ánh sáng. Chỉ là đường kính trên liền tăng 3 gấp trăm lần. Về phần thể lượng trên tăng trưởng, tự nhiên vượt xa 300 lần. Chục tỷ năm ánh sáng thể nội vũ trụ, chỉ là ta mới vào chúa tể cảnh lúc lớn nhỏ đằng sau sẽ nhanh chóng tăng lên lâm nguyên âm thầm nghĩ tới căn cứ hắn dự đoán chính mình thể nội vũ trụ tại chúa tể cảnh cực hạn sẽ đạt tới mấy trăm tỷ năm ánh sáng phạm vi bình thường hỗn độn tôn giả thể nội vũ trụ cũng liền tại mấy trăm tỷ năm ánh sáng đường kính phạm vi ta chúa tể cảnh trưởng thành đến cực hạn liền có thể trên lớn nhỏ sánh vai hỗn độn tôn giả thể nội vũ trụ lâm nguyên trong lòng suy nghĩ nơi này là lấy thể nội vũ trụ lớn nhỏ tới làm so sánh trên thực tế lâm nguyên thể nội vũ trụ trải qua vô hạn hư không hoàn thiện cải tạo vèn vẹn ngàn vạn năm ánh sáng phạm vi lúc liền đủ để so sánh hỗn độn tôn giả trăm tỷ năm ánh sáng phạm vi thể nội vũ trụ đợi đến lâm nguyên thể nội vũ trụ khuếch trương đến trăm tỷ năm ánh sáng phạm vi bình thường hỗn độn tôn giả dù là sinh mệnh cấp độ cao hơn lâm nguyên bằng vào kinh khủng thể nội vũ trụ căn cơ nội tình cũng đủ để quét ngang hỗn độn đại thánh phía dưới tất cả tôn giả thể nội vũ trụ mạnh yếu không hề chỉ quyết định bởi tại lớn nhỏ kim cương cùng than cấu thành hạt đều giống nhau, nhưng cả hai độ cứng lại ngày đêm khác biệt. Nếu như ta bước vào hỗn độn cảnh, thể nội vũ trụ chẳng phải là sẽ đạt tới vạn ức năm ánh sáng, mấy vạn ức năm ánh sáng, thậm chí mấy chục vạn ức năm ánh sáng đường kính lớn nhỏ. Lâm Nguyên suy nghĩ khuếch tán, phải biết bình thường hỗn độn hư không chỗ dựng dục trời sinh vũ trụ lớn nhỏ, cũng liền tại vạn ức năm ánh sáng đường kính tả hữu. Mà Lâm Nguyên chỉ cần bước vào hỗn độn cảnh, thể nội vũ trụ ánh sáng trên lớn nhỏ liền siêu việt trời sinh vũ trụ quá mạnh. Lâm Nguyên nhịn không được sợ hãi thán phục, đồng thời nghĩ đến môn kia vô hạn hư không truyền thừa. Cho đến hôm nay, Lâm Nguyên thể nội vũ trụ đạt tới như thế độ cao, tồn tại nhiều phương diện nguyên nhân thôi động, tỉ như ba lần hỗn độn hư không bản nguyên quán chú, hỗn độn thụ trấn áp các loại. Nhưng trong đó chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là môn này nguồn, gốc từ Ngọc Hồ Lô thập tam giai truyền thừa. Nói đúng ra là thập tam giai thời gian sinh mệnh lấy tự thân căn cơ sáng tạo ra chuyên môn tăng lên sinh linh căn cơ truyền thừa ngọc hồ lô người sáng tạo vị kia thập tam giai thời gian sinh mệnh lưu lại truyền thừa ngoại trừ nhằm vào căn cơ vô hạn hư không bên ngoài còn có nhằm vào nhục thân nhằm vào linh hồn nhằm vào tâm linh ý chí các loại phương diện truyền thừa lâm nguyên nghĩ đến áo đỏ nữ đồng nói lời thân sắc khó tránh khỏi cảm khái vẻn vẹn chỉ là nhằm vào căn cơ vô hạn hư không liền đối với hắn tăng lên to lớn như thế nếu là đem tôn này thập tam giai thời gian sinh mệnh lưu lại tất cả truyền thừa đều tu luyện đến tột cùng sẽ bồi dưỡng một cái dạng gì biến thái ta có thể đạt được vô hạn hư không đã là đầy đủ may mắn suy nghĩ tiếp cái khác thập tam giai truyền thừa khó tránh khỏi có chút lòng tham lâm nguyên khẽ lắc đầu cũng không thể tất cả chuyện tốt đều để hắn gặp phải bất quá ta thực lực bây giờ lâm nguyên bắt đầu xem kỹ tự thân mới vào chúa tể cảnh cấp độ sinh mệnh bản chất tăng lên thuế biến thể nội vũ trụ nhục thân linh hồn các phương diện tăng vọt để lâm nguyên thực lực trực tiếp liền đạt tới gần như hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp độ cũng không biết rõ ta tại chúa tể cảnh đạt tới cực hạn về sau, có thể hay không làm được tôn giả vô địch, cùng so sánh kia hỗn độn đại thánh. Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ, tôn giả cùng đại thánh, mặc dù cùng thuộc hỗn độn cảnh, nhưng chiến lực nhưng khác biệt cực lớn. Ảnh ma đại thánh cùng cửu phượng đại thánh ở giữa chém giết, vẻn vẹn chỉ là dư ba, liền để cổ minh tôn giả làm ra di chuyển hỗn độn đại lục quyết định. Liền có thể nhìn ra một hai. Nhưng mà Lâm Nguyên nội tình tại cái này, nếu là thật có thể trưởng thành đến chúa tể cảnh cực hạn, rất nhiều thủ đoạn tu luyện tới cực hạn, vô hạn hư không tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba. Coi như vẫn như cũ không cách nào đối cứng đại thánh, trên lệch cũng sẽ không rất nhiều. Nên ly khai. Lâm Nguyên thân hình cực tốc thu nhỏ, sau đó quét mắt chu vi. Chính mình đột phá lúc, thôn tính xung quanh bốn phương tám hướng hỗn độn khí, tạo thành không nhỏ động tĩnh, giờ phút này đã gây nên một chút hỗn độn tôn giả chú ý. Những này hỗn độn tôn giả cũng đoán không được Lâm Nguyên là bực nào cường giả, cho nên cũng không có lập tức thăm dò, mà là tại tại chỗ rất xa bồi hồi. Diêu, Lâm Nguyên thân hình trực tiếp biến mất, cũng không có cùng cái khác hỗn độn tôn giả tiếp xúc dự định. Ly khai rồi. Đến cùng là ai? Kỳ quan sinh mệnh, vẫn là một vị nào đó hỗn độn cảnh đỉnh phong. Từng đạo hỗn độn tôn giả ý chí xa xa dò tới, lẫn nhau giao lưu, vừa rồi phát sinh màn này phạm vi lớn thôn tính hỗn độn khí tràng cảnh, để chung quanh vài tòa hư không vực các tôn giả kinh hãi không thôi. Cho dù chưa từng cảm nhận được đối phương tán phát khí tức, nhưng bằng vào mượn chu vi hỗn độn khí động tĩnh, liền để rất nhiều tôn giả tê cả ra đầu. Xem ra không nguyện ý gặp chúng ta. Thôi, đều trở về đi. Rất nhiều hỗn độn tôn giả nhóm đều có chút tiếc nuối, có thể tu luyện tới hỗn độn tôn giả, tự nhiên qua lâu rồi chém chém giết giết giai đoạn. Đối với hỗn độn tôn giả mà nói kết giao một vị cường đại tôn giả, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Vừa rồi vị kia thôn tính mênh mông hỗn độn khí tồn tại, rõ ràng là thuộc về cường đại tôn giả phạm vi. Tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc? Cổ Minh tôn giả cũng nhô ra một đạo ý thức dáng lâm, mặc dù thôn tính vô tận hỗn độn khí vị kia tồn tại, không có tiết lộ tí nào khí tức, liền nhân quả cũng bị che đậy. Nhưng cổ Minh tôn giả mơ hồ trong đó chính là cảm thấy quen thuộc, tinh lệ mảnh vỡ thế giới. Hiên viên trí cường giả, hạ không chí cường giả mấy vị trí cường giả vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi bọn hắn đang cùng ngân hà chí cường giả nói chuyện hào hảo, kết quả lâm nguyên hóa thân trực tiếp tiêu tán chỉ để lại có chuyện quan trọng đi làm câu nói này cái này khiến mấy vị trí cường giả không khỏi có chút bận tâm chuyện quan trọng bây giờ nhân loại văn minh có thể có cái gì chuyện quan trọng đúng lúc này tinh lệ mảnh vỡ thế giới ẩn ẩn chấn động mấy phần lâm nguyên thân hình xuất hiện tại hạ khâm trí cường giả bọn người trước người ngân hà ngươi không sao chứ hiên hạ khâm trí cường giả lập tức lo lắng dò hỏi đứng ở bên cạnh hạ khâm trí cường giả thần sắc ẩn ẩn có chút biến hóa không có việc gì Lâm Nguyên mỉm cười nói. Tịch đạo bước vào chúa tể, dù sao cũng là cảnh giới tăng lên, Lâm Nguyên ổn thỏa lý do, trực tiếp tán đi đại bộ phận hóa thân. Ngân Hà, tại sao ta cảm giác? Hiên viên trí cường giả cẩn thận quan sát đến Lâm Nguyên, càng thêm kinh hãi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi. Cho dù Lâm Nguyên tận khả năng thu liễm tự thân khí tức, nhưng hiên viên trí cường giả như cũ ẩn ẩn phát giác được, Lâm Nguyên trước sau biến hóa. Loại kia sinh mệnh cấp độ vượt qua, thực lực chất biến mang đến cảm giác áp bách, để hiên viên trí cường giả cảm thấy tim đập nhanh. Ta vừa rồi là đi đột phá. Lâm Nguyên không có dấu diếm nói thẳng. Hiên viên trí cường giả các loại nhân loại văn minh chín vị trí cường giả, Lâm Nguyên vẫn là cho rằng có thể tín nhiệm, rất nhiều chuyện cũng sẽ không giấu diếm Đột phá. Ngân hàng ngươi đột phá. Hạ khâm Chí cường giả kinh hỉ vạn phần, Lâm Nguyên bây giờ là nhân loại văn minh kình thiên cự trụ, địa vị còn muốn vượt qua bọn hắn chín vị trí cường giả. Lâm Nguyên thực lực càng mạnh, nhân loại văn minh cũng liền càng mạnh. Đột phá, ngân hà ngươi cũng bước vào chúa tể cảnh rồi. Hiên viên trí cường giả ngữ khí cảm khái. Bọn hắn so lâm nguyên không biết rõ sớm bao nhiêu vạn năm bước vào thập nhị giai, nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu, lâm nguyên liền triệt để siêu việt bọn hắn, bước vào chúa tể cảnh. Nơi này siêu việt là đơn thuần cảnh giới trên siêu việt. Về phần chiến lực, hiên viên trí cường giả mấy vị trí cường giả hoài nghi, lâm nguyên còn chưa bước vào thập nhị giai lúc, tại về mặt chiến lực liền đã vượt qua bộ phận trí cường giả. Ngân Hà, ngươi bây giờ thực lực mạnh cỡ nào? Vũ Điệp trí cường giả hơi hiếu kỳ, mấy vị khác trí cường giả cũng rất tò mò. Trong vũ trụ, Lâm Nguyên mới vào thập nhị giai tịch đạo cảnh lúc, trí cường giả nhóm cũng hỏi tham qua vấn đề này. Lúc ấy Lâm Nguyên cho ra trả lời là trong vũ trụ sánh vai tịch đạo cảnh đỉnh phong, vũ trụ bên ngoài sánh vai chúa tể cảnh. Bây giờ Lâm Nguyên trực tiếp bước vào chúa tể cảnh, thực lực chân chính lại nên đạt tới cái gì cấp độ? tương đương với hỗn độn cảnh đi. Lâm Nguyên tùy ý nói. Hỗn độn cảnh. Mấy vị trí cường giả hít sâu. Cho dù tại hỏi thăm trước đó có chỗ suy đoán, nhưng mấy vị trí cường giả nghe được Lâm Nguyên chính miệng thừa nhận, trong lòng cũng không nhịn được phát run. Hỗn độn cảnh. Kia là hỗn độn tôn giả. Liền xem như tại hỗn độn hư không, hỗn độn tôn giả nhóm cũng cao cao tại thượng. Tỷ như bọn hắn hiện tại chỗ mảnh vỡ thế giới chính là cổ minh tôn giả mở hỗn độn đại lục một cái nhỏ nơi hẻo lánh. Ta nhân loại văn minh, cũng có tôn giả rồi. Hiên viên trí cường giả con mắt ẩn ẩn đỏ lên, mấy vị khác trí cường giả cũng đều không sai biệt lắm. Lâm Nguyên câu nói này hàm nghĩa, không thua gì trong vũ trụ nhân loại văn minh ẩn núp tuế nguyệt thời kỳ, rốt cục ra đời vị thứ nhất trí cường giả. Không đúng, cái trước còn xa hơn xa so với cái sau ý nghĩa lớn rất nhiều. Đây chính là hỗn độn tôn giả. Trên thực tế, hiên viên trí cường giả các loại trí cường giả nhóm không biết đến là Lâm Nguyên cái gọi là tương đương với hỗn độn cảnh chỉ là tương đương với hỗn độn cảnh đỉnh phong. Phổ thông hỗn độn cảnh cùng hỗn độn cảnh đỉnh phong, thế nhưng là hai khái niệm, chênh lệch mặc dù không có tôn giả cùng đại thánh lớn như vậy, nhưng hỗn độn cảnh đỉnh phong bất luận là tại ảnh hưởng bên trên, vẫn là thực lực thủ đoạn bên trên, đều vượt qua phổ thông hỗn độn cảnh một mảng lớn. Đây là Lâm Nguyên tân tấn chúa tể cảnh thực lực, tiếp xuống nương theo lấy thời gian trôi qua, Lâm Nguyên thực lực sẽ tiến vào tiếp tục tăng vọt giai đoạn. Tiếp tục cùng mấy vị trí cường giả Hàn Huyên một hồi. Lâm Nguyên liền bắt đầu một vòng mới bế quan. Bước vào chúa tể cảnh, ngược lại là có thể tu luyện vô hạn hư không tầng thứ hai. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ tới. Tịch đạo cảnh lúc bị giới hạn sinh mệnh bản chất quá thấp, cho dù có hỗn độn thụ trấn áp, cũng không cách nào luyện thành vô hạn hư không tầng thứ hai, hiện tại ngược lại là không cần như thế. Vô hạn hư không. Lâm Nguyên trong đầu hiện lên cửa này thập tam giai truyền thừa tầng thứ hai từng ly từng tí. Lấy Lâm Nguyên trước mắt thể nội vũ trụ cường độ nội tình, một khi luyện thành vô hạn hư không tầng thứ hai thể nội vũ trụ sẽ đạt tới tiếp cận hỗn độn đại thánh thể nội vũ trụ trình độ hỗn độn hư không hỗn độn đại thánh từ trong hỗn độn diễn hóa chuyên thuộc về tự thân lực lượng đạo lộ đối thể nội vũ trụ tăng lên cực kỳ khủng bố hỗn độn đại thánh trong lúc giơ tay nhấc chân bắn ra dư ba cũng đủ để trọng thương bình thường hỗn độn tôn giả ẩn chứa trong đó tự nhiên không chỉ là quy tắc cảm ngộ còn có áp đảo tôn giả phía trên to lớn thể lượng thể nội vũ trụ ngọc hồ lô rất nhỏ chấn động áo đỏ nữ đồng thân hình ngương tụ nàng nhìn xem chu vi thân sắc hơi sợ hãi thán phục thập tam giai căn cơ truyền thừa vô hạn hư không quả thật có thể tăng lên cực lớn sinh linh thể nội vũ trụ nhưng giống lâm nguyên như vậy lại là vượt xa áo đỏ nữ đồng đoán trước lâm nguyên thể nội vũ trụ có thể đạt tới hiện tại tình trạng vô hạn hư không xác thực chiếm cứ chủ yếu nguyên nhân nhưng ngoại trừ môn này truyền thừa bên ngoài còn có rất nhiều cái khác nguyên nhân thôi động nói không chừng thật sự có đạt tới tầng thứ bảy khả năng áo đỏ nữ đồng tâm trong lặng lẽ nghĩ đến Vô hạn hư không tổng cộng có 7 tầng, trong đó tầng thứ 7 vẻn vẹn trên lý luận cảnh giới, một khi luyện thành, thể nội vũ trụ sẽ lột xác thành có thể so với cả tòa hỗn độn hư không quái vật khổng lồ. Cổ Minh Hỗn Độn đại lục chỗ sâu. Cổ Minh tôn giả lông mày hơi nhíu lên, lâm vào suy tư. "Cổ Minh, chuyện gì xảy ra?" Hắc Bào thanh niên từ bên cạnh đi ra hơi kinh ngạc dò hỏi. Làm Cổ Minh tôn giả đồng bạn, Hắc Bào thanh niên thế nhưng là rất ít gặp đến Cổ Minh tôn giả như vậy thần thái. Vừa rồi, Cổ minh tôn giả đại khái đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Một vị nào đó hư hư thực thực hỗn độn cảnh đỉnh phong hay là hỗn độn cảnh kỳ quan sinh mệnh tồn tại. Tại phụ cận hư không vực tiến hành một trận tác động đến mấy trăm tỷ, mấy vạn ức năm ánh sáng thôn tính một màn. Phun ra nốt vào như thế phạm vi lớn hỗn độn khí, hoặc là chính là hỗn độn cảnh đỉnh phong, hoặc là chính là hỗn độn cảnh kỳ quan sinh mệnh. Hắc bào thanh niên cũng làm ra giống nhau phán đoán. Nhưng cái này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, gần đây ta cũng không có dự báo đến nguy hiểm gì. Hắc bào thanh niên có chút buồn bực. Ta phỏng đoán, phạm vi lớn thôn tính hỗn độn khí tồn tại. Cổ minh tôn giả hít sâu một hơi, chợt trầm giọng nói ra, chính là vị kia ngân hà.